Chúng ta hãy cùng nhau khám phá phương pháp ăn dặm tự chỉ huy, một phương pháp giúp cho bé yêu của bạn ăn uống tự nhiên và thú vị hơn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Hương. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một phương pháp ăn dặm đang được rất ưa chuộng hiện nay, đó là ăn dặm tự chỉ huy. Hình ảnh các con tự tay được chọn các món ăn yêu thích và đưa vào miệng, đó chính là phương pháp ăn dặm tự chỉ huy. Thay vì được mẹ bón từng thìa thì ăn dặm tự chỉ huy sẽ khuyến khích bé tự mình khám phá thế giới ẩm thực bằng cách dùng tay để cầm nắm và đưa thức ăn vào miệng. Với phương pháp ăn dặm tự chỉ huy thì bé không những chỉ được thưởng thức hương vị của thức ăn mà còn rèn luyện rất nhiều kỹ năng quan trọng như là phối hợp tay mắt này, phát triển giác quan này và tăng cường sự tập trung. Ăn dặm tự chỉ huy mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển toàn diện của bé. Đầu tiên, đó là giúp bé rèn luyện khả năng phối hợp tay mắt và tăng cường các cơ miệng, lưỡi chuẩn bị cho quá trình mọc răng và nói. Thứ hai là ăn dặm tự chỉ huy thì sẽ giúp bé làm quen với nhiều loại thức ăn, kích thích vị giác và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ. Ngoài ra thì ăn dặm tự chỉ huy còn giúp tăng cường sự tự tin và độc lập của bé. Khi được tự mình chọn lựa và ăn uống thì bé sẽ cảm thấy mình là một phần quan trọng trong bữa ăn của gia đình. Vậy thì khi nào thì mẹ nên bắt đầu cho bé làm quen với ăn dặm tự chỉ huy? Thời điểm lý tưởng cho bé là khi bé được 6 tháng tuổi. Lúc này bé đã có thể ngồi vững, cổ cứng cáp và có phản xạ đẩy thức ăn ra khỏi miệng nếu như không thích. Tuy nhiên, mỗi bé phát triển với tốc độ khác nhau. Nếu như bé nhà bạn đạt được những dấu hiệu trên sớm hơn thì bạn có thể bắt đầu sớm hơn một chút. Quan trọng là mẹ phải theo dõi, sát sao và điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Để áp dụng ăn dặm tự chỉ huy hiệu quả thì mẹ cần lưu ý một số nguyên tắc sau. Một, đó là lựa chọn thực phẩm phù hợp. Ưu tiên các loại rau củ quả mềm, thịt cắt nhỏ và trái cây chín. Thứ hai là đảm bảo an toàn vệ sinh. Ba mẹ hãy rửa tay thật sạch sẽ cho bé và cả người lớn nữa trước khi cho ăn. Hãy chọn các thực phẩm tươi và sạch. Thứ ba là tạo không gian thoải mái. Cho bé ngồi vào ghế ăn này, chuẩn bị yếm và khăn lau. Thứ tư là hãy kiên nhẫn. Đừng ép bé ăn mẹ nhé, hãy để cho bé tự khám phá. Thứ năm là giám sát chặt chẽ. Hãy luôn luôn có người lớn bên cạnh để đảm bảo an toàn cho bé. Khi áp dụng phương pháp ăn dặm tự chỉ huy, mẹ sẽ gặp một số tình huống như là bé làm rơi thức ăn này, bé không ăn nhiều này, hoặc thậm chí là bé bị sặc. Đây là những điều hoàn toàn bình thường. Hãy nhớ rằng mỗi bé đều có tốc độ phát triển khác nhau và để đảm bảo an toàn cho bé, mẹ nên học cách sơ cứu khi mà bé bị sặc. Ngoài ra thì mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa để được tư vấn cụ thể. Thứ hai là việc bỏ quên nhóm chất dầu mỡ trong chế độ ăn này. Việc này dẫn tới trẻ thiếu chất và rất khó tăng cân do thiếu năng lượng đến từ dầu mỡ rất lớn. Dầu mỡ cũng đóng vai trò hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như là vitamin A, D, E, K. Vì vậy, lời khuyên tốt nhất là nên kết hợp hai phương pháp ăn dặm tự chỉ huy và ăn dặm truyền thống. Thực đơn cho bé ăn dặm tự chỉ huy rất đa dạng và phong phú. Mẹ có thể cho bé ăn các loại rau củ quả mềm như là bí đỏ này, khoai lang này, cà rốt này, chuối này. Thịt cá thì cũng nên được sắt nhỏ và nấu kỹ. Và ngoài ra, mẹ có thể kết hợp các loại ngũ cốc như là gạo, yến mạch để cung cấp đủ nhóm chất cho trẻ. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý là tránh cho bé ăn các loại thực phẩm quá cứng hoặc là quá mềm nhớt vì có nguy cơ là trẻ chưa kịp nhai đã nuốt dẫn tới hóc. Đồng thời, cũng nên chế biến không gia vị để bảo vệ hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Bác sĩ cũng biết các mẹ còn rất nhiều các câu hỏi về ăn dặm tự chỉ huy. Vì vậy, trong phần này, bác sĩ Hương sẽ giải đáp một số câu hỏi thường gặp nhất. Một là bé không chịu ăn thì phải làm sao? Điều này là hoàn toàn bình thường. Mẹ hãy kiên nhẫn và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn. Có nhiều bạn thì thích ăn phương pháp ăn dặm này nhưng lại không thích phương pháp ăn dặm kia. Vậy thì mẹ hãy linh hoạt để lựa chọn phương pháp phù hợp với con. Câu hỏi thứ hai là bé có bị hóc sặc không? Đây là điều mà khả năng chắc chắn sẽ gặp khi mà con bạn ăn dặm dù là phương pháp nào. Tuy nhiên thì với ăn dặm tự chỉ huy thì khả năng cao hơn một chút mà thôi. Vì thế mẹ nên học kỹ cái kỹ năng sơ cứu khi mà bé bị hóc sặc. Thứ ba là khi nào thì nên chuyển sang ăn cơm. Khi mà bé đã quen với việc ăn các loại thức ăn đặc và có thể nhai nuốt tốt thì mẹ có thể chuyển cho bé ăn cơm. Thứ tư là có nên kết hợp phương pháp ăn dặm tự chỉ huy với phương pháp ăn dặm khác không? Điều này là hoàn toàn có thể, thậm chí còn rất tốt. Mẹ có thể linh hoạt kết hợp cả hai phương pháp để đảm bảo bé được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.
ăn dặm tự chỉ huy là một phương pháp nuôi con hiệu quả và thú vị. Nó giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, để áp dụng ăn dặm tự chỉ huy thành công thì mẹ cần tìm hiểu kỹ và kiên trì thực hiện. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ Nhi Khoa để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi video của bác sĩ Hương. Chúc các mẹ và bé có những bữa ăn thật ngon miệng và vui vẻ. Đừng quên like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để nhận những thông báo mới nhất về video hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ và các bạn ở các video tiếp theo.